Những chuyến du lịch bụi, đi đến những đất nước xa lạ, tìm hiểu người dân bản địa nơi đây luôn là đề tài được khai thác nhiều trong những bộ phim kinh dị. Vì khi ấy những nhân vật chính sẽ không biết phải đối mặt với ai, với những việc kinh hoàng gì mà không lường trước được. Trong bộ phim Kỳ nghỉ chết chóc, các nhân vật chính du lịch đến Brazil rồi đối mặt với một tổ chức chuyên bắt cóc và mổ lấy nội tạng. 6 bạn trẻ đi thám hiểm nhưng liệu có còn ai sống sót quay trở về hay không? Cùng mình xem hết video ngày hôm nay để biết được kết quả sẽ như thế nào nhé. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Một chiếc xe bus cũ kỹ chở những bạn trẻ của chúng ta lao rất nhanh trên một con đèo nhỏ. Vì muốn vượt qua một chiếc xe máy mà gặp tai nạn, may mắn là tất cả hành khách đã thoát ra hết trước khi chiếc xe lao xuống bên dưới. Alex đến gặp tài xế để hỏi khi nào sẽ có xe khác đến đón nhưng bất đồng ngôn ngữ nên không thể hỏi được. Drew, một cô gái đi chung chuyến xe, biết nhiều ngôn ngữ nên nghe từ phía tài xế rằng khoảng 10 tiếng nữa mới có xe đến. Bi, em gái của Alex trong lúc chờ đợi đã đi xung quanh và chụp ảnh. Cô định chụp một đứa bé đang ngồi thì người cha đến ngăn lại, phản ứng của anh ta rất gay gắt. Drew nói rằng muốn được chụp hình ở đây thì phải xin phép vì tại Brazil nạn bắt cóc trẻ em đang hoành hành, nên dân bản địa rất kỳ thị khách du lịch, sợ họ sẽ chụp lại những đứa trẻ để giao bán. Cả nhóm còn có Ami, bạn thân Bi và hai chàng trai mới quen đi nhầm chuyến xe là Finn và Liam. 6 người hỏi thăm thì biết được đường xuống bờ biển ở đây không xa, còn có cả quán bar nữa. Thế là họ quyết định di chuyển về phía đó để vui chơi trong thời gian chờ đợi. Bỏ qua những giây phút đối mặt với cái chết, họ bắt đầu tận hưởng chuyến đi. Tất cả thay đồ rồi nhảy xuống biển vui đùa. Ở đây, họ làm quen được thêm một cặp đôi người Thụy Điển nữa. Vì quá mê khung cảnh và không khí nơi đây, cả nhóm quyết định sẽ không quay trở về nơi đợi xe mà ở lại đây chơi vài ngày. Cô gái phục vụ của quầy bar gọi điện thoại đến một người đàn ông, thông báo có 8 người Tây đến đây. Có vẻ như cả nhóm đã lọt vào tầm ngắm của một tổ chức nào đó. Một anh chàng Brazil tên Kiko đến bắt chuyện với Blue, anh ấy nói mình muốn cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình. Kiko sau đó cũng làm quen với những người còn lại trong nhóm. Ở một bối cảnh khác, gã đàn ông bí ẩn tên là Zamora, hắn tìm đến một cặp đôi lúc này đang phê pha và ép họ tham gia một phi vụ rất bí ẩn. Tối đó cả nhóm quẩy tưng bừng tại bãi biển, họ uống bia rất nhiệt tình, sau đó còn ra nhảy với nhau. Finn được một cô gái liếc mắt đưa tình, rồi cô ấy rủ anh vào phía bên trong. Tưởng vớ phải kèo ngon, ai ngờ sau khi vận động xong thì cô gái đến mở bóp của Finn ra để lấy tiền ăn bánh. Alex ở ngoài này nhìn thấy một tên đàn ông rất đáng ngờ, rồi tất cả bắt đầu cảm thấy choáng váng, đến khi tỉnh dậy thì Bi thấy mình đang ở bờ biển. Alex lúc này cũng đang đi tìm cô, anh nói rằng mọi người đã bị cướp sạch rồi. Tiền bạc, passport, quần áo đều không còn nữa. Cả nhóm giờ đây lạc lõng giữa đất nước lạ lẫm, không còn gì trong tay. Cặp đôi người Thụy Điển thì lại không gặp may như vậy. Họ bị nhóm người kia trói tay chân rồi mang vào trong rừng. Bọn chúng tạm nghỉ bên một bờ suối, lợi dụng chúng mất cảnh giác, cặp đôi cởi trói cho nhau. Chàng trai hy sinh cởi trói cho bạn gái để cô chạy đi trước. Không kịp cứu bản thân mình thì bọn người kia đã phát hiện, bọn chúng liền lao đến và giết chết anh. Cô gái chạy thục mạng vào trong rừng, phía sau, bọn người kia vẫn đuổi theo giáo giết. Cô gái bất cẩn không quan sát nên chạy lỡ trớn mà lao xuống vực, bỏ mạng ngay lập tức. Zamora chính là chủ mưu những việc này, hắn bị mất hai con mồi ngon, điên tiết trừng phạt lên tên thuộc hạ làm hỏng kế hoạch của mình. Về phía nhóm Alex, 6 người đi bộ về phía ngôi làng để tìm giúp đỡ. Rồi họ nhìn thấy xe máy của cặp đôi Thụy Điển ở phía trước một căn nhà. Định vào hỏi thăm thì lại tiếp tục nhìn thấy một cậu nhóc đang đội mũ của Alex, thế là Liam liền đuổi theo. Trong một phút nóng giận, Liam dùng đá ném rất mạnh vào đầu cậu bé, khiến nó đổ gục xuống. Những người trong làng lập tức lao đến, rồi xô sát với nhóm người của Alex, Kiko xuất hiện giải nguy cho họ. Nói rằng nếu còn ở đây thì cả nhóm sẽ bị bố của đứa bé khi nãy giết chết. Để tạm thời lánh nạn, Kiko nói sẽ dẫn mọi người đến căn nhà của một người cậu nằm sâu trong rừng, hành trình vượt rừng núi bắt đầu. Vốn là những người phương Tây sống ở thành thị nên việc di chuyển như thế này là cực kỳ khó khăn với nhóm của Alex. Đi mãi vẫn chưa thấy đến, Finn thắc mắc tại sao cậu của Kiko lại xây nhà ở trong rừng sâu, đã vậy còn không có lối đi, vậy thì ông ta đi lại bằng cách gì? Gần đến nơi, Kiko nói sẽ dẫn họ tham quan một hệ thống hang ngầm dưới nước trước. Nơi này là địa điểm bí mật của cậu, Ami và Liam không tham gia, ngồi nghỉ ở bờ suối, những người còn lại bắt đầu theo sau Kiko. Đúng như lời của anh ta, sau vài lần lặn qua các cửa hang, họ đến được nơi rất hoang sơ. Đang vui đùa thì ánh mắt của Kiko nhìn ra xa, rồi cậu bất chợt nói mọi người hay là đừng đến căn nhà kia nữa. Ai cũng không hiểu lý do vì sao Kiko lại nói như vậy. Dường như cậu ta đang có điều khó nói, cuối cùng cả nhóm vẫn quyết định đến căn nhà kia. Quay trở lại bờ suối để đi cùng Liam và Ami, Finn muốn Kiko hướng dẫn lại cú nhảy xuống phía dưới suối. Kiko nhảy xuống thêm một lần nữa, nhưng không ngờ lần này cậu không may rơi trúng đá ngầm bên dưới nên bị chấn thương phần đầu. Những người còn lại khẩn trương dìu cậu đến căn nhà trong rừng để tìm vật dụng sơ cứu. Căn nhà nơi đây cực kỳ rộng lớn, dụng cụ y tế cũng rất nhiều. Điều này làm cho Alex nghi ngờ, anh ấy sau đó cũng tìm thấy nhiều passport ở trong ngăn tủ. Tối đến, khi tất cả đang ngủ thì nghe âm thanh trực thăng đến ngày càng gần. Thì ra người cậu mà Kiko nói đến chính là Zamora. Cô gái này đến nói với Alex là hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng những lời nói đó đã quá trễ, cả nhóm nhanh chóng bị khống chế. Ami tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên bàn mổ.
bị bọn chúng tiêm thuốc tê rồi bắt đầu rạch bụng sống của cô lấy nội tạng. Mục đích của tên kia chính là trả thù cho dân tộc của hắn. Trước kia, người phương Tây đến đây và lợi dụng sự nghèo khổ của người dân Brazil để mua nội tạng. Giờ đây, hắn sẽ lấy lại nội tạng của những du khách phương Tây đến đây. Phin bị trói ở giường kế bên và chứng kiến hết sự việc. Những người còn lại bị trói tay chân và nhốt vào những cái chuồng ở phía sau nhà. May mắn trong người Alex có một con dao nhỏ ở túi quần. Anh nói Bi ở bên cạnh, lấy nó ra rồi cắt dây trói. Một tên bước vào chuồng crew để chuẩn bị lôi cô vào trong lấy nội tạng thì lúc này cô đã mở được dây trói rồi bất ngờ tấn công hắn ta. Alex cũng hợp sức nhưng còn một tên nữa, hắn chuẩn bị nổ súng giết crew thì Kiko từ phía sau xuất hiện đâm gục hắn ta. Họ lấy chìa khóa của tên lính canh để mở cửa. Alex nói crew và Bi chạy đến chỗ thác nước trước, anh cùng Kiko ở lại cứu Liam với những người còn lại. Nạn nhân tiếp theo chính là Finn, anh ta đã bị tiêm thuốc và sắp sửa mổ bụng. Zamora ở ngoài này phát hiện những cái chuồng nhốt nạn nhân đã trống không. Một tên lính nhìn qua camera và thấy Alex đang cố cứu Finn thoát khỏi đó. Bọn chúng liền chạy đến nhưng không kịp, Blue và Bi cũng đang bị truy đuổi rất gắt gao. Hai cô gái sau đó cũng bị lạc nhau, bốn chàng trai trốn bên dưới lối đi. Sắp bị phát hiện thì Kiko dùng cây liềm tấn công vào chân tên lính canh rồi cả nhóm tranh thủ bỏ chạy. Finn không may bị hắn bắn vào đầu, Liam vì mất bình tĩnh khi thấy anh trai mình đã chết, anh quay lại bắn trả. Nhưng rồi anh cũng bị bắn vào chân và bị đánh gục. Chỉ có Alex và Kiko là chạy thoát, trời cũng đã sáng. Alex tìm được Bi bên chỗ thác nước, nguy hiểm vẫn còn, họ cần phải tiếp tục chạy thoát. Ba người đi theo lối bí mật dưới nước, họ cũng tìm thấy được Blue đã lẩn trốn dưới này suốt đêm qua. Qua đến một hang động khác, Alex bắt đầu tức giận mà lao vào đánh Kiko. Vì chính Kiko là nguyên nhân của những rắc rối này. Đúng lúc Zamora cũng đã tìm đến, bắn trúng tay Alex và bắn chết Kiko. Ba người còn lại phải tiếp tục lặn xuống nước để bỏ chạy qua những hang động khác, cuộc rượt đuổi dưới nước bắt đầu. Tên lính này sắp bắt được Bi thì cô nhanh tay cướp mũi tên trong tay hắn rồi đâm vào cổ, nhờ đó mà thoát nạn. Ba người bơi đến một hang động, biết được Zamora và lính của hắn đang tìm kiếm ở đây. Tất cả tắt đèn pin rồi đợi hắn đến để mai phục. Alex lấy đá nện mạnh vào đầu khiến hắn bị thương, tên lính nghe tiếng động thì chạy đến. Chuẩn bị bắn các nạn nhân thì hắn được Blue khuyên nhủ rồi nhớ lại những việc mà Zamora đối xử với hắn. Hắn đã nổ súng giết chết Zamora sau đó bỏ đi. Alex, Bi và Blue quay trở về làng và được những người ở đây giúp đỡ, được cho ăn và băng bó vết thương. Chuyến đi tưởng chừng như sẽ rất tuyệt vời, mà giờ đây chỉ còn lại ba người cùng với nỗi ám ảnh kinh hoàng. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những bộ phim tiếp theo.